Quan Bà, Hà Tĩnh học thói hư của cậu ấm nhà Trần Đức Lương. Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao về hình ảnh chiếc xe Toyota Camry mang biển số xanh 38A06688, được cho là do bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh Lê Thị Lệ Hà điều đến sân bay Vinh, Nghệ An để đón con gái vào chiều tối ngày 2 tháng 2. Điều đáng nói là chiếc xe này còn bật đèn và hú còi ưu tiên, yêu cầu các phương tiện khác phải nhường đường. Được biết, chiếc xe này thuộc sở hữu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh mà không thuộc diện xe được sử dụng còi, đèn ưu tiên. Bà Lê Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Bình luận về hình ảnh này, Facebook Bùi Quang Thắng thì viết với xã thút như sau: Lộc lộc, phát phát, chị Hà quá đỉnh, xe đẹp, biển số đẹp, chắc người cũng đẹp, nhưng hành vi không đẹp chút nào. Chị Hà cần nhận thức được rằng nhà nước cấp xe cho chị để phục vụ công tác chứ không phải dùng cho việc riêng. Chị cũng không thuộc đối tượng được đưa xe đón hàng ngày. Việc quan chức dùng xe công và việc tư là hình thức chiếm dụng tài sản của nhà nước. Xe công là tài sản có được từ tiền thuế của người dân. Tiền thuế của dân đóng góp để phục vụ nhà nước chứ không phục vụ cho việc nhà của các quan chức. Luật đã quy định rõ ràng và không cho phép điều này. Việc dùng xe công cho việc gia đình không những không đúng luật pháp mà nó còn có cho thấy ý thức của quan chức rất kém và lòng tham thì rất lớn. Tham nhũng là biến của công thành của tư và dùng xe công đưa đón người nhà cũng tương tự. Điểm khác nhau là dùng xe công của việc tư là việc chiếm dụng tạm thời, còn tham nhũng là chiếm đoạt vĩnh viễn. Tuy nhiên, việc chiếm đoạt xe công cũng nói lên sự tham lam ích kỷ của bà Lê Thị Lệ Hà. Status của Facebook Bùi Quang Thắng chia sẻ như vậy. Còn nhớ vào ngày 4 tháng 1 năm 2019, ông Trần Tuấn Anh, khi đó là Bộ trưởng của Bộ Công Thương Việt Nam, cũng cho xe biển xanh vào tận sân bay Nội Bài để đón vợ là bà Thủy Hương. Đang nói, ông Bộ trưởng lúc đó còn cho một đoàn tùy tùng đón tiếp long trọng tại chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài bằng xe biển xanh. Sự kiện bị rò rỉ từ một vài post trên trang Facebook của một số đại biểu Quốc hội và Ủy viên Trung ương Đảng cũng có mặt trên cùng chuyến bay. Theo đó, bà Thủy Hương, một cựu người mẫu, được một đoàn người đi xe biển xanh đến đón tận chân cầu thang máy bay, khiến phi hành đoàn phải nép sang hai bên để nhường đường. Ngay sau đó, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay trên truyền thông Việt Nam rằng họ nhận được công văn của Bộ Công Thương về việc đón tiễn ông Tuấn Anh đi công tác ở Sài Gòn từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 1 năm 2019. Khoản 1 điều 5 của Nghị định số 4/2019 quy định các chức danh được xe công đưa đón rất rõ như sau: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên. Trong trường hợp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bà Lê Thị Lệ Hà là người không thuộc diện xe công đưa đón, huống gì là con gái của bà. Như vậy, sai phạm thì đã rõ, không biết ông Tổng sẽ xử lý như thế nào để nêu gương cho toàn đảng của ông. Vào năm 2019, đích thân ông Trần Tuấn Anh cũng đã cho xe công sang đón vợ tại sân bay. Những ngày Tết sắp đến, việc xe công biển xanh được trưng dụng để đi chùa, đi lễ hội là không hiếm. Đây là cơ hội để ông Trọng chứng tỏ sự cương quyết của đảng, dẹp loạn tình trạng chiếm dụng xe công, tiền thuế của dân không phục vụ cho quan chức làm việc riêng. Thật ra việc này rất phổ biến, việc bị dân chụp hình hay quay clip đưa lên mạng chỉ là trường hợp hiếm hoi, bị xui lắm mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Quan bà Hà Tĩnh học thói hư cậu ấm Trần Đức Lương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.
chấm đề. Bị kết án oan, chân dài Ngọc Trinh biết làm gì để né nanh vuốt của Đảng. Sau hơn 3 tháng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam, vào ngày 2 tháng 2, người mẫu diễn viên Ngọc Trinh đã bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 1 năm tù treo và 2 năm thử thách. Đồng thời, cô được thả ngay tại tòa. Đấy chỉ mới là phiên sơ thẩm, còn có phiên phúc thẩm nếu viện kiểm soát kháng nghị. Một lỗi chỉ đáng bị xử phạt hành chính mà Ngọc Trinh lại bị bắt giam hơn 3 tháng và bị kết án, dù chỉ là án treo nhưng vẫn là có án. Cô vẫn bị dính vào tiềm án và xem như sự nghiệp và nhiều hoạt động xã hội khác, đặc biệt là việc kiếm tiền sẽ không dễ dàng như trước nữa. Các hợp đồng quảng cáo sẽ không được đắt sâu như trước đây, đấy là những cái mất quá lớn cho Ngọc Trinh. Hình ảnh Ngọc Trinh tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 2 tháng 2 vừa qua. Trong quá trình bị tạm giam, Ngọc Trinh được dư luận bênh vực, đơn giản vì cô bị một bộ máy khổng lồ lạm quyền, trừng phạt thô bạo. Cô chỉ là một cá nhân, không thể nào chống nổi cả một bộ máy chính quyền với quyền lực và vũ lực trong tay. Mọi người biết điều đó và Ngọc Trinh cũng biết điều đó. Trong một nhà nước vô pháp như Việt Nam, việc dùng pháp luật lý lẽ để tự bảo vệ mình trước nanh vuốt của chính quyền là điều không thể. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo kịch bản được soạn sẵn thì cô mới có hy vọng được họ nhẹ tay. Bằng không thì cứ vin vào luật để bảo vệ mình. Dù cô đúng luật, chính quyền nước này muốn trừng phạt thật nặng thì Ngọc Trinh có thể làm gì được họ đây? Trong quá trình Ngọc Trinh bị tạm giam, công an thành phố Hồ Chí Minh bị lên án là lạm quyền, thì ngay sau đó lực lượng này đã dựng lên một clip Ngọc Trinh tự thú rồi tung lên báo. Mục đích của công an là buộc Ngọc Trinh tự kết tội mình trước công luận, và đó cũng là cách làm gián tiếp chính quyền khẳng định trước dư luận rằng Ngọc Trinh sai, còn họ thì đúng. Thật ra Ngọc Trinh có sai, nhưng cái sai của cô không đến mức bị bắt giam. Ngược lại, chính hành động bắt giam Ngọc Trinh của công an thành phố Hồ Chí Minh là sai trái, vì họ lạm quyền và bắt người bừa bãi. Sau phiên xét xử, báo chí lôi thân phụ của Ngọc Trinh lên báo, nói rằng ông vui mừng vì bản án mà tòa án đã tuyên với con gái của ông. Lại một lần nữa, chính quyền đem người thân của nạn nhân ra vẽ nên trò khoan hồng của chính quyền, trong khi thực chất bản án tù treo là quá nặng với Ngọc Trinh. Sau khi được trả lại tự do không lâu, Ngọc Trinh đã viết trên Sa Thút Facebook cá nhân với nội dung như sau. Hôm nay, sau một quãng thời gian dài, Trinh đã có cơ hội gặp lại các bạn, những người đã luôn ủng hộ và động viên Trinh bấy lâu nay. Trước tiên, Trinh xin chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước và pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn dang dở. Ngọc Trinh đã bị kẻ lạm quyền bắt giam và bị kết án oan, nhưng cô phải cảm ơn Đảng, Nhà nước và pháp luật. Phải cảm ơn Đảng trước tiên rồi đến Nhà nước và pháp luật. Đảng là cha mẹ đẻ ra Nhà nước và pháp luật của cái chế độ này. Cảm ơn Đảng đã được xem là luật bất thành văn cho những ai muốn yên ổn sống dưới chế độ này. Cho nên status của Ngọc Trinh được cho là khôn ngoan, bởi trải qua cơn sóng gió này, chính cô hiểu hơn ai hết rằng nanh vuốt của Đảng rất đáng sợ như thế nào. Muốn kết án tử, họ sẵn sàng mua vật chứng ngoài chợ, đưa vào tòa làm bằng chứng để mà ghép tội, thì không ai không sợ. Status cảm ơn Đảng và Nhà nước và pháp luật của cô Ngọc Trinh. Hiện tại Ngọc Trinh có thể sẽ bị xử phúc thẩm nếu cô dám bảo vệ quyền lợi cho mình theo pháp luật, thì phiên phúc thẩm sẽ là lần trừng phạt. Mà cho dù sau phiên phúc thẩm nếu có, Ngọc Trinh cũng không thể thoát nếu dám kêu oan cho bản thân trên mạng xã hội. Sống dưới chế độ này là như thế, phải chấp nhận Đảng luôn đúng và dân thì luôn sai. Dù bị oan vẫn phải ca tụng Đảng đã cho cơ hội để tránh khỏi bị nanh vuốt của Đảng bổ vào người thêm một lần nữa. Xã hội vô pháp, dân chỉ có thể sống như vậy mới yên thân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin bị kết án oan, chân dài Ngọc Trinh biết làm gì để né nanh vuốt của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de